Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Lại là em đây. Hiện tại em đang đi trên đoạn đường Nguyễn Trãi của quận 1 và sẽ đi qua đường Lý Tự Trọng của quận 1. Thì hiện tại em đang đi dạo một vòng ở Sài Gòn, thì em cũng thấy hiện tại rất là nhiều quán và cửa hàng, nhất là quán nhậu đã bán sang mặt bằng cũng như là đóng cửa tạm thời, vì hiện tại kinh tế vẫn đang rất là khó khăn. Thì nói về quán nhậu thì em cũng có đọc được cái thông tin này, em cũng muốn chia sẻ cho quý vị được biết, đó là quý vị có thương thì cho em xin một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần em ra những lý tiếp theo. Em xin cảm ơn quý vị. Thì em cũng có đọc được cái thông tin đó là cảnh sát giao thông Sài Gòn sẽ tập trung kiểm tra nồng độ cồn gần nhà hàng quán nhậu dịp Tết, thì để giảm tối thiểu các vụ tai nạn mà nguyên nhân là do nồng độ cồn thì cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra xử lý trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Thì tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn có phục vụ rượu bia. Thì trong năm 2023, Sài Gòn xảy ra hơn 1.000 vụ tai nạn làm chết 661 người. Trong số này có 314 vụ liên quan đến nồng độ cồn, thì làm 111 người chết. Thì theo thông tin này, theo thông tin cho công an giao thông BC08 phòng công an Sài Gòn cho biết như vậy. Thì lãnh đạo BC08 cho biết đã dự báo trước việc người dân sử dụng nồng độ cồn bia gia tăng trong thời điểm cuối năm, nên đã triển khai kế hoạch phối hợp với công an 22 quận huyện ở Sài Gòn kiểm tra nồng độ cồn với mục đích phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông. Thì để ngăn ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông mà nguyên nhân do nồng độ cồn trong dịp Tết, thì BC08 sẽ tăng cường tuần tra kiểm tra các tuyến đường thường xuyên để xảy ra tai nạn giao thông, để thường xuyên kiểm tra những tuyến đường này. Thì các tuyến đường mà tập trung nhiều nhà hàng quán ăn có phục vụ rượu bia thì chúng tôi chọn các tuyến đường hay xảy ra tai nạn giao thông và các tuyến đường có nhiều nhà hàng quán ăn để người dân có ý thức hơn về việc uống rượu bia thì không nên điều khiển phương tiện giao thông. Thì về công tác phòng chống đua xe trái phép, chạy xe gây rối mất trật tự, thì công an cho biết đơn vị đã chủ động nắm thông tin, phối hợp với các địa phương để rà soát lập danh sách các lò đậu xe, các tiệm sửa xe nghi vấn đậu xe để phòng ngừa xử lý. Thì trong năm 2020, BC08 đã xử lý trong năm 2023 thì BC08 công an đã xử lý từ 5 vụ thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép. Thì xử lý gắt gao kiểm tra nồng độ cồn thì cũng một phần nào đó ảnh hưởng đến những cái quán nhậu việc kinh doanh, thì nó có nhiều mặt. Thì mặt tốt thì cũng là giảm thiểu được tai nạn, mà mặt ấy thì người dân sẽ hạn chế đi các quán nhậu cũng như là thường xuyên nhậu như xưa nữa, thì doanh thu của quán sẽ bị chịu nhiều ảnh hưởng. Thì lúc đó thì quý vị cũng biết, thì quán nhậu mà không có doanh thu thì sẽ sớm phải đóng cửa cũng như là sang mặt bằng. Thì hiện tại thì do tình hình kinh tế khó khăn thì quán nhậu kinh doanh cũng khó khăn, thì một phần nhỏ cũng là kiểm tra nồng độ cồn gắt gao, cho nên khách hàng người dân cũng hạn chế uống bia hơn và ra quán uống bia hơn. Họ thường xuyên chọn địa điểm là tại nhà.